Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 47. Tiêu chuẩn tu hành là giới luật. Phật giảng kinh nói pháp, đem vô lượng hành vi quy nạp thành 3 điều: thân, khẩu, ý. Hành vi ba nghiệp này của bạn có lỗi lầm, bạn đem nó tu sửa lại, đây gọi là tu hành. Tiêu chuẩn của tu hành là giới luật. Giới luật dạy bảo chúng ta nhất cử nhất động phải phù hợp với quy củ, phải phù hợp với lễ tiết. Cái tiêu chuẩn này có sự chuẩn mực vĩnh hằng không thay đổi. Có tiêu chuẩn tùy theo thời gian nơi chốn mà thay đổi. Chúng ta đều nên phải hiểu rõ được điều này. Ở trên kinh Phật đã nói, phần nhiều là nguyên lý, nguyên tắc. Đây là vĩnh hằng không thay đổi. Thí dụ như Phật nói cho chúng ta nghe 10 nghiệp thiện: thân, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đây là nói về nguyên tắc. Phạm vi của sát sinh, phạm vi của trộm cắp, phạm vi của tà dâm. Quan niệm đạo đức của một thời đại không như nhau, pháp luật, điều quy không giống nhau. Đó là gì vậy? Đó là ở trên sự tướng. Phật nói là nguyên tắc. Nguyên tắc phải hiểu, sự tướng phải tùy theo hiện đại. Pháp luật điều văn của người hiện đại chúng ta phải tuân thủ. Phong tục tập quán phải tuân thủ. Quan niệm đạo đức phải tuân thủ. Bạn mới có thể để thân thể nhất cử nhất động đều phù hợp với quy củ. Chúng ta y theo cái tiêu chuẩn này để mà tu sửa hành vi thân nghiệp của chúng ta. Chúng ta nêu ra một thí dụ đơn giản để nói. Trong phong tục tập quán của thời xưa, nam nữ thụ thụ bất thân. Đó là vào thời đại đó, bạn cần phải tuân thủ. Nam nữ xem thấy nhau phải tránh đi. Nam nữ hiện tại gặp mặt lại bắt tay. Nếu hiện tại mà dùng lễ xưa, vậy thì bạn sai rồi. Làm sao có thể chứ? Người hiện đại phải học lễ mạo của thời hiện đại. Bạn đang làm người của thời hiện đại, không phải là người thời xưa. Chúng ta có lễ tiết của chúng ta, nước ngoài họ có lễ tiết của nước ngoài. Người nước ngoài rất nhiệt tình khi họ rất tôn kính đối với chúng ta. Họ nói: Pháp sư à, tôi có thể ôm ngài một cái không? Đó là họ biểu hiện sự tôn kính, cung kính. Tuyệt nhiên không có ác ý. Cho nên đi đến nơi nào, bạn phải hiểu được lễ tiết ở nơi địa phương đó, thì bạn mới nhận được sự hoan nghênh của người ta. Việc này không thể không biết. Ngữ nghiệp, cái điều này rất là quan trọng. Cho nên vào cửa hỏi húy kỵ, đây là lễ xưa của chúng ta. Ở khu vực nào đó đều có những kỵ húy ở nơi đó, chúng ta phải nên biết. Ở trong lúc nói chuyện phải hết sức cẩn thận, để tránh ngay trong lúc nói chuyện phải đắc tội với người, kết oán thù với người mà chính mình không hề hay biết. Cho nên đến một khu vực nào phải hiểu được phong tục tập quán của nơi đó, phải biết được những húy kỵ ở nơi địa phương đó,
những lời nói nào mà chúng ta không nên nói. Trong ý nghiệp, quyết định phải đoạn trừ tham, sân, si, mạn mới được. Cho nên nói phải chân thật tu hành, phải y theo nguyên tắc lý luận quy củ mà Phật đã nói ở trên kinh. Nỗ lực mà làm, quan trọng nhất là đoạn tham, sân, si, mạn. Đoạn phải quấy nhân ngã, vậy thì bạn thành tựu rồi. Chúng ta nỗ lực mà tu hành, liền có thể cảm ứng tương thông với chư Phật Bồ Tát, được sự gia trì của Tam Bảo. Người không học Phật, hoặc giả người chưa hiểu sâu đối với Phật Pháp, thì họ không thể hiểu. Người học Phật có được mấy phần khế ngộ đối với Phật Pháp thì họ hiểu. Chúng ta có thể nói, có thể nghe, có thể hành. Không có thứ nào mà không được sự gia trì của Tam Bảo. A-di-đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.